Chắc các bạn cũng đã đoán được sản phẩm bên cạnh Thủy là gì rồi đúng không nào? Đúng vậy, đó chính là chiếc máy xay thịt đa năng đến từ thương hiệu Mishio. Và liệu rằng sản phẩm này có phù hợp với các bạn hay không thì chúng ta hãy theo dõi hết video ngày hôm nay nhé. Chiếc máy xay thịt này nhìn tổng thể thì nhỏ gọn, gồm có 2 phần có thể tháo rời nên là mình cũng sẽ dễ dàng vệ sinh, di chuyển sắp xếp trong không gian bếp nhà mình. Đấy, như mình đang làm nè. Và sẵn đây thì cầm chiếc cối xay thịt này trên tay thì Thủy sẽ cho các bạn xem qua chiếc cối này luôn nhé. Cối này có dung tích là 1,8 lít, làm bằng thủy tinh cường lực bền bỉ, dễ dàng vệ sinh và có thể hạn chế bám mùi thực phẩm sau khi sử dụng. Mình thấy cối thì cũng khá là dày, cho nên là đã đo thử thì thấy độ dày của nó khoảng hơn 0,6 cm. Hèn gì mà cầm rất là chắc tay và khá là nặng luôn đó. Tiếp theo thì là phần nắp cối nè. Nắp đậy này được làm bằng nhựa trong, có ron cao su bao quanh nắp, giúp đóng nắp đậy kính cối khi xay. Ở phía dưới cối là đế cao su chống trượt, giúp cho máy có thể hoạt động êm ái, hạn chế rung lắc. Cả phần đế cao su và nắp đậy đều có thể tháo rời, nên cũng thuận tiện cho mình vệ sinh sau khi sử dụng lắm đó nha. Tiếp đến sẽ là một bộ phận trực tiếp xay nhuyễn thực phẩm, đó chính là lưỡi dao kép này đây. Lưỡi dao kép hình chữ S được làm từ inox không rỉ, sắc bén, bao gồm một lưỡi chính và lưỡi phụ thì có thể tách rời. Cả hai lưỡi dao này đều rất là sắc bén luôn, cho nên khi sử dụng và lúc vệ sinh thì các bạn nhớ cẩn thận nha, chứ mà đứt tay là sót lắm luôn á. À, mà để cố định lưỡi dao này thì bạn chỉ cần gắn khớp với trục kim loại nằm trong cối là được. Vừa rồi chỉ mới là phần cối thôi nè, nhưng mà để cho máy hoạt động được thì cần phải sử dụng motor này nè. Motor này có vỏ ngoài làm bằng thép không rỉ sáng bóng, giúp bảo vệ phần motor bên trong. Cách sử dụng motor thì rất là đơn giản thôi, bạn chỉ cần lắp motor vào máy và sử dụng bảng điều khiển ở trên motor là được nè. Máy sử dụng đơn giản bằng một nút nhấn điều khiển có một tốc độ xoay. Với nút nhấn điều khiển một tốc độ này thì Thủy khá là phân vân, không biết là ngoài xay thịt ra thì chiếc máy này còn xay được các loại thực phẩm khác hay không. Cho nên là Thủy đã tìm hiểu thử thông tin từ hãng và biết được rằng dù chỉ có một tốc độ xay thôi nhưng mà máy vẫn có thể xay các loại thực phẩm khác ngoài thịt, như là các loại thảo mộc nè, các loại hạt, hành tây, bánh quy, vân vân. Nói chung là xay được đa dạng các loại thực phẩm luôn đó. Thông tin về chiếc máy xay này thì chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ thì Thủy sẽ trải nghiệm xem chiếc máy này sử dụng có ok không nha. Ở đây thì Thủy đã chuẩn bị sẵn một ít thịt heo rồi nè. Mình sẽ bỏ 300 g thịt vào cối và xay trong 30 giây. Tốc độ cao đó. Mình thấy là lưỡi dao xay nhanh nè. Hầu như vừa nhấn là lưỡi dao xay mượt thịt liền luôn, không có tình trạng bị kẹt. Thịt xay xong rồi, giờ thì mình sẽ kiểm tra xem thịt xay có nhuyễn không nhé. Dùng đũa nhấn và tách nhẹ thì mình thấy là thịt đã được xay nhuyễn, mềm mịn và các thớ thịt thì đã được xé nhỏ rồi. Như thế này là mình có thể đem đi nấu canh hoặc là nấu cháo cho các bé ăn được rồi đó. Thịt thì xay xong rồi đó, bây giờ thì Thủy sẽ xay những loại thực phẩm khác xem là chiếc máy này xay có ok không nha. Bây giờ thì mình sẽ xay sả và ớt chung để làm gia vị. Sả và ớt thì đã được sơ chế sẵn rồi nè, mình tiếp tục cho vào cối và xay thôi. Là nguyên liệu gia vị cho nên mình thấy máy xay nhanh nè, chỉ mất khoảng chừng 15 giây đến 20 giây là xong rồi. Sả và ớt thì đã được xay nhuyễn ra, có thể đem đi ướp hoặc là kho thịt là số dách luôn. Lưu ý trong quá trình sử dụng thì để tránh động cơ bị nóng quá thì chúng ta chỉ nên xay tối đa là khoảng 30 giây một lần thôi, và nên nghỉ khoảng 2 phút sau 3 lần xay liên tiếp là được nha. À, mình cũng có đo thử độ ồn của máy khi đang xay thịt nè, các bạn tham khảo thông số mình đo được nhé. Đấy, vậy là thịt và gia vị đã được xay xong rồi, bây giờ mình chỉ cần đem đi chế biến thôi. Nhưng mà trước khi đi nấu ăn á, thì mình sẽ đem vệ sinh cái máy này trước đã. Việc vệ sinh thì cũng rất là đơn giản thôi. Đối với phần cối và các phụ kiện đi kèm thì mình chỉ cần rửa sạch với nước rửa chén. Còn phần motor thì chỉ nên dùng khăn lau sạch thôi nha. Như vậy là Thủy đã chia sẻ tất cả thông tin về chiếc máy xay thịt Mishio này rồi. Và không chỉ là xay được thịt không đâu, mà nó còn xay được các loại thực phẩm khác nữa. Cho nên là Thủy nghĩ sẽ phù hợp với hầu hết tất cả các gia đình. Và nếu như mà nhà bạn nào đang kinh doanh hàng quán như là bún, phở, hủ tiếu nè, cần phải làm sa tế nhiều á, thì mình có thể cân nhắc sử dụng chiếc máy này nha. Bởi vì nó sẽ giúp mình xay nguyên liệu rất là nhanh chóng, thay vì là phải ngồi băm nguyên liệu ở trên thớt, rất là mệt mà còn tốn thời gian nữa. Và giá của sản phẩm này thì Thủy sẽ để ở bên dưới nha. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích video ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe trước khi rời đi nhé. Xin chào!